Xin chào các bác và các anh em. Chiếc băng số JK-X6000 Pro của cái bác ở Hải Dương bác gửi cho em từ hôm qua, nhưng mà hôm nay thì em vẫn chưa gửi lại cho bác ấy, bởi vì là bác ấy cũng có những cái nhu cầu nó cũng hơi khác một chút, tức là bác ấy muốn có một cái cấu hình xem phim. Thì từ trước đến nay thì em căn chỉnh phần music cũng như là phần mic, phần effect thì cũng rất nhiều các cái chế độ. Thế nhưng mà em lại chưa làm một cái cấu hình xem phim. Thì hôm nay thì nhân tiện có một cái bác gửi cho em chiếc băng số JK-X6000 Pro này, thì bác cũng có yêu cầu làm một cái cấu hình xem phim. Thì cái thứ nhất là em thử cái chất âm ở trên các cái chế độ em làm để bác ấy nắm được. Cái hai nữa là cũng chia sẻ với lại các bác anh em về cái cấu hình xem phim. Thì cái đặc tính của cái cấu hình xem phim thì nó như thế nào? Thì các bác và anh em vẫn 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 nghe thấy những cái bộ dàn chuyên dụng để xem phim. Thì cái bộ dàn chuyên dụng xem phim thì thường thường nó 5.1, 7.1. Thì trong đó là có loa 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 trầm, loa súp, loa full, loa kèn tơ, loa sâu dao, là hệ 5.1 hoặc là 7.1 ở trên các cái bộ dàn Sony hay là Beoner. Thì bác này bác cũng có yêu cầu làm một cái cấu hình xem phim. Và hiện giờ thì bác ấy đang dùng một chiếc loa của hãng Samsung. Loa Samsung, loa này là loa tháp đây, đó, cái kiểu loa tháp. Và cái loa này thì nó sử dụng cho cái tính chất là vừa trong nhà vừa ở sân vườn, tức là thuộc dạng là loa di động kết nối Bluetooth với lại điện thoại hay máy tính bảng để có thể là mang đi di động ở ngoài trời để có thể là ca hát. Thì cái đặc tính của cái loa này ấy là cái phần bát thì nặng về phần bát, và cái dải chung và cái dải chéc thì nó không được mịn. Thì bác này bác ấy dùng trong cái hệ thống nó cũng nhiều loa, trong đó có cả loa nằm và cái loa tháp này. Thì trước tiên thì em cũng thử thử em làm cho bác này là 5 cái chế độ, thì trong đó cái chế độ sáng tiếng, chế độ tối tiếng. Thì cái chế độ tối tiếng này nếu bác đã sử dụng chiếc loa tháp Samsung này thì bác có thể là sử dụng vào cái cấu hình tối tiếng này. Và em cũng đánh luôn ở đây là cấu hình số 2. Nếu mà trên khiển ấy, trên khiển này thì nó có USB 1, USB 2, USB đến USB 4. Thì cái một này tương ứng với sáng tiếng, cái thứ hai này ấy, là nó tương ứng với lại tối tiếng. Và nếu sử dụng trong nhà thì bác sẽ sử dụng kết hợp với lại cái loa Samsung loa tháp này ở cấu hình số 2. Bởi vì ở cấu hình số 2 này khi mà sử dụng cái loa tháp Samsung để trong nhà thì về cái phần nhạc cũng như là phần mic thì em có giảm cái phần âm trầm âm bass đi nhiều. Cho nên bác có thể sử dụng cái USB 2 này cho cái sự kết hợp giữa loa loa trong nhà và cái loa tháp này. Và cấu hình thứ ba là cấu hình reverb, và cấu hình thứ tư là cấu hình định giọng. Thì ở cấu hình thứ tư này ấy, thì là bác có thể là đấu với lại đấu chiếc băng số này với lại cái loa tháp này, đấu chiếc băng số này với lại chiếc loa tháp này để sử dụng cho cái mục đích mà ca hát ngoài ngoài trời, qua ca hát ở sân vườn hay là ngoài trời. Thì là bác có thể là sử dụng cái chế độ thứ ba này, thứ tư này. Chế độ thứ tư là chế độ mà nịnh giọng ngoài trời. Thì ở trên chiếc băng số này khi mà lưu ấy thì là nó không cho mình đánh đủ chữ, đánh hết chữ, cho nên rằng là em cũng đánh như thế này, thì cũng trao đổi với bác để bác nắm được. Và một cấu hình thứ năm nữa thì sẽ phải sử dụng cái phím ở trên mặt máy để gọi ra, tức là cái chế độ phim ảnh, chế độ phim ảnh. Thì trước tiên thì em sẽ gọi các cấu hình này ra để mà thử chất âm mic để cho bác này bác ấy nghe được cái chất âm mic mà em đã làm ở trên chiếc vang số JK-X6000 Pro này, một chiếc vang số cao cấp, chất âm cũng khá hay. Thì em căn chỉnh cái dòng này cũng nhiều rồi, cũng không phải là khó, không phải là khó. Nhưng mà đối với lại những bác khách mà có yêu cầu mà nó kỹ thì em cũng cố gắng làm kỹ để cho các bác hài lòng. Và bác này bác ấy bảo là kể cả thêm tiền bác ấy vẫn có thể là bác ấy vẫn chấp nhận. Thế cho nên là em cũng làm kỹ càng hơn để cho bác sử dụng cho nó được yên tâm. Đã gửi từ Hải Dương lên cũng xa, và hy vọng là cái chất âm nó sẽ được cải tiến, nó sẽ được thay đổi, cho nên là em phải làm cho nó cẩn thận. Và kể cả cái phần music này như thế, thì từng cấu hình thì em cũng có thay đổi về cái phần music. Và đây là cấu hình số 1 này. Cấu hình số 1. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 1 1 2 2 6 6 6 6 Tiếp đến là cấu hình số 2 là cấu hình tối tiếng.
và sử dụng ở nếu ở trong nhà thì sử dụng với lại cái loa thác Samsung này. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 1 1 2 2 6 6 6 6. Và chế độ thứ ba là chế độ revert này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 6. Revert khá hay các bác ạ. Và đây là chế độ nick giọng ngoài trời này. Thì ở chế độ này thì nếu bác mà sử dụng cái loa tháp này ngoài trời thì sẽ sử dụng cái cấu hình thứ tư này. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 1 1 2 2 6 6 6 1 1 2 2 6 6 6. Còn chế độ phim ảnh thì vẫn hát karaoke bình thường, chẳng qua có làm cái phần nhạc khác thôi. Bởi vì khi mà xem phim thì sẽ kết nối từ TV hay là từ những thiết bị khác vào cái cổng input của chiếc con số này, tức là sẽ chạy qua cái phần music này. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 1 1 2 2 6 6 6 6. Thì bây giờ em ấy chia sẻ với cấu hình xem phim. Thì nói đến xem phim ấy thì thường là nó là cái một là chúng ta sẽ nghe được các cái phần âm thanh. Một bộ phim thì chúng ta nghe phải tập trung vào cái lời thoại. Cái lời thoại và các cái âm thanh khi mà chúng ta xem phim, nhất là những cái phim hành động. Thì đối với lại tính chất mà xem phim ấy thì chú trọng đến cái phần thoại, tức là phần lời và cái phần nhạc cụ. Thì ở trong phần music ấy thì em giảm rất nhiều ở khu vực giải trung trầm để cho cái lời thoại nó được rõ ràng hơn. Miễn làm sao chúng ta nghe được một cái chất âm mà nó có cái sự ấm áp, tình cảm là được rồi. Và chú trọng đến cái giải trung làm sao cho nó rõ ràng. Và cái giải trung trầm, giải trầm và giải trung trầm là giảm đi rất nhiều để cho cái lời thoại nó được rõ ràng hơn. Và trên chiếc vang số này thì khi chúng ta thay đổi, ở đây thì nó cũng không thay đổi gì đến cái tính chất của cái phần âm súp. Cho nên rằng là giảm đi cái phần âm trầm. Và ở cái giải âm cao ấy là 10.400 cho đến 14.800 này, 14.700 này, là tăng lên nhiều. Để mà nó tạo nên những cái âm giống như kiểu là đạn bắn dèo dèo, đạn bay trên đầu, những cái âm rú rít của máy bay, của đạn, của pháo. Thì sẽ tập trung vào cái giải âm cao này để cho nó có cái tính chất mà nó sống động hơn. Đấy là cái phần music. Ở cái phần main thì cũng cắt khá là cao ở trên loa full. Ở đây là phần main cắt ở giá trị 70. Thường thường chúng ta nghe nhạc hay hát thì loa full thì chẳng mấy khi em cắt đến 70. Nhưng mà đối với chế độ xem phim thì cắt cao lên một chút. Cắt cao một chút bởi vì lời thoại thì sẽ tập trung ở cái quãng trên, ở cái quãng trung trầm và cái giải trung. Và bớt đi cái phần âm trầm và ra loa full để cho cái lời thoại nó được rõ ràng hơn là một. Hai nữa là sẽ tập trung về cái giải âm trầm và loa súp. Và cổng Kenter cũng cắt khá cao, cắt 100 Hz, cắt 100 Hz và giảm rất nhiều về cái giải tần số trầm và trung trầm. Và cổng sâu giao thì nói đến đến hệ thống xem phim thì nó có cả loa sâu giao nữa. Cả loa sâu giao thì ở loa sâu giao cũng cắt khá cao so với lại các cấu hình nghe nhạc hay là cấu hình hát, cắt 80 Hz. Và tạo nên một độ trễ giữa kênh nọ với kênh kia. Bởi vì là cái sâu giao này nó là âm thanh vòm, âm thanh vây quanh. Cho nên là tạo nên một cái độ trễ ở trên hai loa sâu giao. Nó tạo nên một cái tính chất âm thanh mà nó cũng có cái sự sống động hơn. Sống động hơn khi mà chúng ta xem một bộ phim hành động. Nó có nhiều cái âm thanh mà nó tạo nên cho chúng ta những cái cảm hứng khi mà xem phim. Và tăng cũng khá nhiều ở cái giải cao. Cái giải 14.800 Hz này tăng cũng khá nhiều, tăng cũng khá cao để tạo nên những cái tiếng rú rít vèo vèo. Khi mà như vậy là có những cái loa sâu giao hỗ trợ cho cái âm thanh khi mà xem phim. Một là sẽ tạo nên cái độ trễ mà giữa loa nọ loa kia ở trên cổng sâu giao. Và hai nữa là sẽ có tăng cái phần âm cao.
cái giải 14.800 này là cái giải âm rất là cao. Nó sẽ là tạo nên cái tiếng rú rít vèo vèo ở loa, và nó giống như là cái tiếng đạn bắn, tiếng pháo nổ, tiếng đạn bắn, những cái tiếng view view ở trên đầu, tiếng máy bay. Thì cắt cũng cắt khá cao ở hai cái ấy, cổng sâu dao và hai cổng trái phải của cái cổng của cổng sâu dao. Thì đây nó cũng là một cái cấu hình cấu hình xem phim. Và về phần súp thì có tăng lên một chút. Ở cái cấu hình xem phim này ấy, thì phần súp thì có tăng hơn so với các cấu hình khác một chút. Bởi vì ở trên loa full thì chúng ta sẽ cắt tương đối cao rồi, cắt cao 70-80 Hz ở trên loa full, và tập trung cái âm súp ở trên loa súp để cho nó có cái sự sống động đối với lại những cái tiếng mìn, tiếng bom, những cái âm mà nó ở cái giải thấp, nó sẽ phát ra loa súp nhiều hơn. Khi mà có những cái tiếng động ở cái giải âm thấp thì nó sẽ phát ra loa súp. Thì ở cái phần súp cũng có căn chỉnh khác một chút so với các cấu hình khác. Và bây giờ thì em sẽ thử một cái bài nhạc. Thử bài nhạc ở trên 4-5 cái cấu hình này để cho các bác em nhanh em nghe được về cái chất âm music mà em đã làm ở trên chiếc vang số JK X6000 Pro này. Bây giờ sẽ thử cái phần nhạc. Bây giờ là cấu hình sáng tiếng trước này. Vênh ba đời sống ngô si, chấp mê bắt ngộ tìm đường bi thương. Tới khi gặp quý vô thường, tiền cao như núi cũng đành buông xuống. Tôi không quên nguyện cầu một ngày mình sẽ bên nhau. Qua đất còn xoay tròn thì còn bao năm tháng, qua đất còn xoay tròn còn ngày mai sáng tươi. Ngày chim nhớ tổ trở về vui chốn cũ, mừng đón tổ yêu. Vừa rồi thì các bác anh em cũng nghe được cái chất nhạc trên 5 cái cấu hình em làm ở trên chiếc vang số JK X6000 Pro này của bác Hải Dương. Thì em cũng vừa là thử nghiệm để cho bác cái nghe được cái chất âm cũng như các cái chế độ mà em đã làm ở trên chiếc vang số này, và cũng chia sẻ với các bác anh em một cái cấu hình xem phim ở trên vang số. Thực sự mà nói thì căn chỉnh vang số là nó là một cái mà nó cũng rất là phức tạp, và lại còn làm theo cái nhu cầu của các bác và anh em nữa, cho nên là em cũng cố gắng làm sao đáp ứng được cái nhu cầu của các anh em theo cái nhu cầu thực tế của các anh em khi mà sử dụng. Thì đây nó cũng là một cái chia sẻ để các anh em có thể nắm được.